Hello, chào tất cả các anh em nha. Chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube chuyên bài hàng nội địa và âm thanh bãi của Nhật Audio. Trong video hôm nay, Nhật sẽ tiếp tục mang đến cho anh em dòng sản phẩm âm ly đến từ thương hiệu của Marang và sẽ có tên model là BM6100SA. Để mời anh em cùng xem qua về hình thức cũng như về thiết kế sản phẩm. Đây, hình thức này còn cực kỳ mới nữa mà, rất là đẹp luôn nha anh em. Con này có thiết kế thì cũng rất là đặc sắc luôn anh em à. Đây, con này thì nó sẽ có màu vàng xâm bạch nha anh em, rất là đẹp luôn em à. Ở trung tâm của sản phẩm anh em sẽ thấy một cái đèn xanh, tức là đèn của nút nguồn anh em. Ở đầu nguồn nó sẽ sáng đèn này. Con này thì sẽ được trang bị đầy đủ cái nút chức năng bass, treble, balance, loa nét cũng có anh em à. Đây, đầy đủ. Hình thức thì trên 95%. Đây, mặt nhôm phay xước rất là đẹp anh em à. Đây, mời anh em cùng xem qua bề mặt sau của sản phẩm. Đây, con này sẽ có thiết kế là 4 chặt loa nha anh em. Đây, 4 chặt loa còn thêm bọc nhựa bảo vệ đó anh em à. Cực kỳ xịn sò nha anh em. Đây, các sợi dây anh em mở ra và sợi vô cái lỗ ở phía trên. Rất là đơn giản anh em à. Đây, chặt loa, bọc nhựa cực kỳ là chắc chắn, cực kỳ là đẹp và bắt mắt. Nhìn như là những dòng sản phẩm cao cấp của Denon vậy anh em à. Đây, tem của sản phẩm. Con này đến từ thương hiệu của Marang. Tên model BM6100. Điện là 100V, công suất là 135W. Con này là hàng đúng chuẩn Made in Japan nha anh em. Bên cạnh là số series của sản phẩm. Đây, cổng kết nối tín hiệu nguồn vào của sản phẩm cũng còn sáng màu nha anh em. Đây, anh em thấy sáng chói rồi anh em ạ. Nói chung thì con này và hình thức thì không có điểm gì để chê luôn cả anh em. Còn về nội thất ở bên trong thì Marang BM6100SA trang bị cho chúng ta tổng cộng là một tăng phô vàng ống ánh thôi anh em à. Nói chung thì vậy đó là rất là mới luôn nha anh em. Hai tua lọc nguồn và chạy 4 con domino. Nói chung về cấu hình con này thì rất là thoải mái để cho anh em chơi miếng cặp loa 3 tấc và 2,5 tấc anh em, ghép chơi thoải mái. Và chất âm con này và nó là cực kỳ hay. Và bây giờ Dực cũng sẽ vào ngay bài test chất âm của Marang BM6100SA luôn. Rồi mời anh em. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đánh giá sơ qua về sức âm của Marang BM 6100 SA. Nhật đang chơi sản phẩm này đây anh em, bế âm ly, bế âm loa là của Realistic Mark 1, chất âm cho ra thì phải nói là đánh rất là tốt với cặp loa này, khi do giải trap cực kỳ ấn tượng nha anh em. Đây nhịp chỉ mở ở mức 3 giờ thôi mà giải trap là phải nói là cực kỳ hay, cực kỳ là đen keng rồi anh em, mà mở lên ở mức cao hơn nữa thì nó sẽ dư. Còn giải bass thì này đập ở mức là 2 giờ thôi, nó là quá là phê rồi. Nhưng mà nói chung về sức âm của này tái tạo là rất tốt ở hai giải bass trap, không có điểm gì ở chơi anh em. Đây được chưa mở cả loa nét anh em à, đây mở loa nét lên thì nó sẽ đánh còn hay và mặt hơn nữa. Con này thì vừa có một cái thiết kế đẹp, sức âm là hay, phù hợp và chiến hầu hết tất cả cặp loa trên thị trường hiện nay rồi anh em à. Rồi anh em thấy sao về dòng sản phẩm này thì hãy để lại một bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn em đã dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu em thấy video hữu ích thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ Nhật Audio nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần tới.